Các vấn đề về kinh tế xã hội dịp cuối năm hay nút thắt của những dự án treo, dự án chậm tiến độ là những nội dung mà cử tri Đà Nẵng rất quan tâm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Cử tri thành phố đồng thời cũng kỳ vọng vào những quyết sách, chủ trương mà thành phố sẽ thông qua tại kỳ họp lần này. Qua cái chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố, thì đối với các vị mà được trả lời chất vấn thì tôi thấy rằng là những câu hỏi của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hỏi cũng sát với thực tế, và những người được trả lời chất vấn cũng trả lời một cách hết sức cụ thể và cũng nêu rõ được cái trách nhiệm của mình trong cái thời gian tới để tiếp tục làm sao cùng với Hội đồng Nhân dân thành phố, chính quyền thành phố để giải quyết những vấn đề mà người dân và cử tri của nhân dân thành phố là hết sức bức xúc. Ví dụ như một số cái công trình trọng điểm cần phải được triển khai và giải quyết cho nó kịp thời để cho làm sao thành phố của chúng ta là một thành phố xanh sạch đẹp. Tôi rất là kỳ vọng vào cái kết quả mà Hội đồng Nhân dân sẽ đạt được. Đó là vấn đề giải quyết cái COVID-19. Ở đây muốn giải quyết một cách cơ bản bền vững thì theo tôi là có mấy cái việc mà Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng phải quyết. Một là phải phủ kín vaccine cho nhân dân. Thứ hai là cái đội ngũ cán bộ là phải tăng cường để chúng ta phòng chống dịch. Chúng ta phải linh hoạt để giải quyết làm sao đó mà chúng ta sống chung với dịch. Chúng ta thực hiện được hai cái nhiệm vụ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Để đảm bảo được cái việc đó thì cái điều quan trọng bậc nhất là tôi thấy Hội đồng Nhân dân là phải quyết tâm cao từ trong đảng, trong hệ thống chính quyền và nhất là sự đồng thuận của nhân dân. Là qua trả lời chất vấn thì có thể nói rằng là các đồng chí đã nắm được cái nội dung của cái câu hỏi và trả lời được sâu vào những cái nội dung, đặc biệt là một cái nội dung mà gọi là cái nhà máy chế biến rác thải. Có thể nói là bốn ý kiến, bốn đồng đại biểu dành vô một cái nội dung rất là nóng bỏng hiện nay, mà các đồng chí cũng rất là nắm bắt được cái nguyện vọng của nhân dân và cái hoàn cảnh, cái môi trường ở đây để mà đi sâu vào cái việc chất vấn các đồng chí. Thì tôi thấy đây là cái trách nhiệm, chẳng những là cái chất vấn đâu có đồng lãnh đạo mà còn lo toan đến cái đời sống của những người mà thu gom rác ở đây. Thành phố Đà Nẵng nói chung và chúng tôi rất quan tâm tới cái phiên họp Hội đồng Nhân dân cái kỳ này. Hy vọng trong cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân này, các đồng chí, các đại biểu là cũng phát huy hết của mình, tinh thần của mình để làm ra những việc. Và tôi xin nói thêm một điều nữa là các kỳ tiếp xúc cử tri cũng chỉ lấy được đại diện một phần ý kiến rất nhỏ của nhân dân. Bây giờ nên chăng là các đại biểu Hội đồng Nhân dân có một cái hệ thống vệ tinh để nắm bắt dư luận thường xuyên, để có một cái ý kiến là làm sao mà tắt đến những người dân, người ta khó khăn và tiếng nói của người dân thì nó mới có giá trị nhiều.